Giá cà phê hôm nay 1 tháng 9, tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm qua, 31 tháng 8 tại các vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc Lâm đồng giá cà phê được thu mua với mức 39.200 đồng trên kg. Tại huyện Cưm Nga, Đắk Lắc giá cà phê ở mức 40.200 đồng trên kg. Tại huyện A Leo Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê được thu mua cùng mức 40.100 đồng trên kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông. Giá cà phê thu mua ở mức 40.100 đồng trên kg tại Gia Nghĩa và 40.000 đồng trên kg ở Đắk Rấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ở mức 40.100 đồng trên kg. Trước Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.000 đồng trên kg. Còn giá cà phê tại tỉnh Kon tum được thu mua với mức 40.000 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay, 1 tháng 9 được cập nhật vào lúc 9 giờ cùng ngày. Giá cà phê thế giới, ghi nhận trước giờ đóng cửa phiên giao dịch. Giá cà phê trên cả hai sàn tăng giảm trái chiều. Giá cà phê Robusta trên sàn Ice Futures Europe, London kỳ hạn giao tháng 11 năm 2021 tăng 8 USD, 0,4%, giao dịch tại 2026 USD trên tấn. Trong khi, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1 năm 2022 cũng tăng 11 USD, 0,55%, lên 1.994 USD trên tấn. Khối lượng giao dịch tăng thấp, trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn Ice Futures Earth New York chấm dứt đà tăng mạnh mẽ quay đầu giảm mạnh. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 năm 2021 giảm 4 sen 2%. Giao dịch tại 195,9 sen trên LB và kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022 cũng giảm 3,9 sen, 1,93%, xuống 198,5 sen trên LB. Khối lượng giao dịch tăng trung bình. Giá tiêu hôm nay 1 tháng 9 trong khoảng 74.578.000 đồng trên kg. Theo các chuyên gia nhận định, giá tiêu tiếp tục trầm lắng cho đến hết kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Tại tỉnh Đắk Lắk, đắc nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 76.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 75.000 đồng trên kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 74.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 78.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.000 đồng trên kg sáng nay giá tiêu tại các địa phương giữ ổn định so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Với vùng trồng còn lại là Tây Nguyên, hiện tình hình dịch bệnh cũng rất phức tạp, nhiều địa phương đã buộc áp dụng chỉ thị 16 để phòng chống COVID-19. Đợt suy giảm giá tiêu trong nước ghi nhận cuối tháng 8 năm 2021, tuy nhiên tự chung lại trong tháng vừa rồi giá tiêu tăng 3.000 đồng trên kg tại hầu hết các địa phương, tỉnh Đồng Nai có mức tăng thấp hơn, khoảng 2.000-2.500 đồng trên kg.